sưng lên tụng nước thì tôi cũng quen một cái giáo sư rất giỏi của bệnh viện Việt Đức, thì ông khuyên là không nên uống nước, ông sẽ cho bó và cho uống thuốc để giúp, thì nó giúp cho là thực ra nó vẫn đau. Thế nhưng ở đây là một cái sự đúng là từ vi diệu thì đúng hơn, còn cao hơn cái sự kỳ diệu là chỉ có cách đây 10 phút thôi thì tôi cũng được một đệ tử lâu năm của chùa là cô Hoa trong 10 phút thì xử lý sau thì nhẹ
và tôi rất ngạc nhiên vì tôi là một người được thực sự được trị bệnh ngay trong một cái thời khắc mà thực ra mọi người rất bận. Thế nhưng có lẽ là vì cũng là một cái cảm xúc là khi tôi chơi nhạc cũng có một cái tâm đối với âm nhạc, cho nên là các thầy các cô ở đây điện tử ở đây cũng yêu quý, cho nên là cũng họ cũng tập trung vào kinh nghiệm. Phải nói thật là đến giờ phút này tôi hát cái đầu gối của nhà tôi xin nói một câu hết sức nghiêm túc của một cuộc đời hơn 50 năm rồi. Và tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi luôn luôn sẽ nói những điều gì mà tôi phải suy nghĩ kỹ, thì quả thật đây là điều vi diệu đối với cơ thể tôi. Tôi cũng hy vọng là trong năm nay, cuối năm sau khi cái chương trình biểu diễn của tôi xong, thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để theo học thầy và những cái khóa đầu tiên, để chính mình cũng có thể được trải nghiệm, để chính mình cũng có thể được ngộ ra những điều, chính mình cũng có thể là giúp thêm những người bệnh, không phải bằng tiếng kèn mà bằng cái năng lượng của tự bản thân. Và xin chúc chú An, thầy Phú và toàn bộ đệ tử một sức khỏe, một cái tình cảm và một cái sứ mệnh rất lớn lao đối với những người bệnh ở trong nước và nước ngoài. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thầy, xin kính chúc thầy sẽ khỏi bệnh và sẽ rất sớm đây thôi, thầy sẽ phải thu vào gì để bỏ những giáo lý mà thầy chuyên gia, và để thầy vừa ở vai trò của nghệ sĩ và thầy sẽ còn là bác sĩ nữa, để có người có nhân được không? Xin cảm ơn bác sĩ Thanh Lam, xin chào anh chị đã đọc cho đại tràng và chúng ta hôm nay những bài hát tuyệt vời của trái tim. Chị cũng là một đệ tử vận hành của đạo Phật và đã được đi chiêm bái nhiều ngôi chùa, đã được đến nhiều nơi tu học. Nếu có thể thì xin chị chia sẻ cái cảm xúc của chị khi chị về với chùa Hang tại núi Hồng Lĩnh, và vì sao chị lại dành những tâm huyết của những bài hát hay như vậy để tặng cho Phật tử tại nơi đây. Qua tình cờ một cuộc nói chuyện với Lam một người bạn thì Lam có biết đến chùa Hang và đã tìm đến, và khi mà đến chùa Hang thì Lam thấy có một cái gì đấy rất là lôi cuốn, bởi vì ở nơi đây thầy Phú khai mở cho những cái học sinh của mình để tiếp cận với năng lượng vũ trụ, tiếp cận với Phật và để tự mình chữa bệnh cho mình và chữa bệnh cho mọi người. Đây là một cái nét rất đặc biệt của chùa. Vâng, chính xác. Chị cũng là đã nhận ra một cái vẻ đẹp riêng có của ngôi chùa Hang, đã là một ngôi chùa tràn đầy năng lượng và từ bi và năng lượng chữa bệnh trong với các Phật tử tu tập lâu năm. Bên cạnh năng lượng chữa bệnh nên nếu có thể được thì xin chị chia sẻ thêm một câu hỏi thứ hai là thực sự là khi chị về đây thì các Phật tử chùa Hang rất là hạnh phúc và khi được đón nhận những cái tiếng hát của chị như là thể hiện cái năng lượng của con người và cả với thiên nhiên. Xin hỏi là trong tương lai nếu như có thể thì chị có nghĩ rằng chị sẽ dành nhiều thời gian để đến chùa tu học và sẽ lại tiếp tục mang đến nơi đây những cái cảm xúc đẹp trong những bài hát và những âm nhạc. Thầy Nam rất là mong muốn rằng là những thời gian tiếp theo khi các thứ thầy có những cái buổi cái lớp khai mở tiếp tục lần nữa, thì Nam rất là mong muốn được đến và lại được làm học trò của thầy. Mỗi lần trong những cái lớp học khi mà đi về thì Nam thấy rằng rất là ý nghĩa và càng thấy trân trọng những cái khoảnh khắc sống của mình. Và Nam nghĩ rằng là mong muốn rằng sẽ nương tựa vào thầy để ta được khai mở thêm tri thức cũng như là tâm hồn mình. Chị có tin vào định mệnh không? Là rất là tin vào định mệnh. Chắc chắn là việc chị về đây cũng có thể là một sự sắp đặt của định mệnh. Chị thấy là cô cùng với nhau làm trường này. Xin chân thành cảm ơn chị. Dạ, đây là Phật. Mời Phật.